Ren xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Gian Bếp Gia Vị Yêu Thương. Và ngày hôm nay người sẽ cùng đồng hành trong Gian Bếp quen thuộc này cùng với Ren đó là diễn viên Chí Quang. Xin chào Chí Quang. Xin chào Ren, xin chào tất cả quý vị khán giả của Gia Vị Yêu Thương. Và lần này chúng ta đã được quay lại như là cái điều mà mình mong muốn rồi. Và với món ăn ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước, Ren mang đến chương trình Gia Vị Yêu Thương cũng giống như gửi tặng đến quý vị khán giả và Chí Quang một món ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe nè. Rồi thời gian chế biến hoàn toàn rất là nhanh. Và với món ăn ngày hôm nay có tên là cá hồi hấp nước tương. Oh. Và bây giờ anh em mình sẽ cùng sơ chế và chế biến, bởi vì quý vị khán giả cũng dạ đúng rồi. Và Ryan đã đặt sẵn cái nồi hấp. Dạ. Sau khi chúng ta cho cá hồi vào đây và chúng ta bọc kín lại bằng giấy bạc hoặc là giấy nướng bánh, chúng ta cho vào chúng ta hấp khoảng từ 15 tới 17 phút là chúng ta có một món cá hồi hấp nước tương hoàn chỉnh, giữ toàn vẹn nguyên vị trong cái phần giấy bạc này. Các thao tác và kỹ năng sơ chế rất là đơn giản thôi. Cá hồi này chúng ta ra siêu thị và chúng ta mua sẵn những cái phần cá hồi người ta đã cắt sẵn rồi, người ta đóng gói. Hoặc là mình có thể mua về mình cắt cũng được. Nếu như mình ăn số lượng nhiều, mình mua nguyên một nửa con cá hồi và mình cắt ra. Và bây giờ Ryan sẽ đặt cái miếng cá hồi vào cái phần giấy bạc này. Đó, đặt nó vào như thế. Hôm nay là anh làm riêng cho em đúng không? Đúng rồi. Tại khẩu phần em ăn một lần là khoảng là 2 lạng đó. Ok, thì đây là một phần ăn khoảng 220 tới 250 gram cho một người. Đó là định lượng chuẩn. Và trong cái phần hấp giá bạc ngày hôm nay, đây anh sẽ sử dụng đó là hành tây. Mình cho hành tây lên. Và bây giờ đây anh sẽ xếp vào đây một ít hành lá mình thái sợi ha. Hành lá nó sẽ giúp tăng thêm cái phần hương. Đầu hành nè, hai cái. Rồi ở đây chúng ta có ớt sừng nè, thái sợi luôn. Chú Quang ăn được cay không? Ok, mình cho hết được hai trái ớt nhuyễn. Ở đây là mình cho thêm gừng thái sợi nè. Và chúng ta có hành tím và tỏi, chúng ta được dập. Cái gừng mới bỏ vô là đã thơm, thơm lên được. Nhưng mà gừng làm cho mình ấm, cái bụng mình ấm, nó cũng không giúp cho những người mà bao tử yếu, bao tử hơi nhạy cảm một chút xíu thì cũng giữ được cho mình ăn hết cái bữa ăn trọn vẹn và rất là ngon. Đúng rồi. Sau khi chúng ta cho tất cả nguyên liệu vào cái phần giấy bạc này, chúng ta gói nó lại. Chúng ta gói nó lại thành một cái túi ha. Bây giờ mình sẽ gấp cái phần mép này vào trước cho nó kín. Chúng ta gấp một cái miếng giấy bạc nó như thế này, hình vòng cung giống cái bánh. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ để một cái lỗ hở như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đổ phần rượu vang vào. Và bây giờ cái phần tiếp theo đó là mình sẽ nêm gia vị nước tương nè, dầu hào, rồi muối và tiêu vào. Giờ em cầm những cái này ha. Giúp em. Ở đây là mình cho nửa muỗng cà phê tiêu nè. Đây mình cho nửa muỗng cà phê bột canh. Đây là gia vị bột canh của Uy Phong, rất là ngon. Đây mình có nửa muỗng cà phê đường, chút xíu thôi. Và mình có khoảng nửa muỗng canh nước tương. Rồi mình cho vào luôn. Một muỗng cà phê dầu hào. Vậy là khi mình cho những cái hàng tất cả các gia vị vô đây, khi mà mình hấp lên thì cái độ nóng sẽ làm cho gia vị tan và thấm đều cho miếng cá. Đúng rồi. Và trong đó cũng có cái phần rượu vang nữa. Thì cái phần rượu vang này nó sẽ hòa với lại các phần gia vị và nó tạo ra một cái hương rất là thơm. Mình đừng có đặt xuống không nha. Mình tiếp tục mình dùng tay mình gấp cái mép này lại. Cho nó kín.
giờ chúng ta có một cái phần cá hồi nằm bên gọn bên trong cái phần giấy bạc. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ mang đi hấp. Hấp chỉ 15 đến 17 phút thôi là mình phải có một bữa ăn rồi. Dạ. Thưa quý vị, thì bây giờ hai chúng ta đang chờ 15 đến 17 phút sau thì Andrea sẽ cho chúng ta được thưởng thức cái món cá hồi hấp nước tương. Với cái món cá hồi hấp nước tương ngày hôm nay, ngoài nguyên liệu chính là cá hồi, chú Quang có thể thay đổi quý vị khán giả nữa nha. Quý vị khán giả có thể thay đổi cái phần cá hồi này bằng cá cam nè, cá hồng, cá điêu hồng, hoặc là cá thu, tùy theo cái sở thích của mỗi quý vị và cái cơ thể của mình nó thích ứng với loại cá nào, chúng ta có thể dùng cá đó. Nhưng các nguyên liệu như là hành lá, rồi tỏi, ớt thì chúng ta vẫn có thể giữ nguyên. Rượu vang có thể không dùng cũng được, không sao hết. Và nãy giờ anh em mình tám chắc cũng được khoảng 15 phút rồi đó. Dạ đúng rồi, em đang chờ đợi con cá chín chưa và em được thưởng thức như thế nào. Dạ, rồi anh sẽ đi lấy cá nha. Đó, cái giây phút mà Hà chúng ta luôn chờ đợi khi mà đến với gia vị yêu thương, quý vị sẽ được thưởng thức những món ăn từ đầu bếp Ryan của chúng ta. Nào, giờ rồi anh sẽ cắt ra này. Đây cũng là mình phải biết cách, tại vì có nhiều bạn muốn cắt cái này thì nước bên trong nó sẽ đổ hết ra gì ấy, rất là uổng đúng không anh? Wow, sau khi cắt ra thì rất là thơm, nồng nặc cái mùi, trời ơi, cực kỳ làm không thể nào cưỡng nổi được. Dạ. Và mình cảm giác như là mình phải muốn ăn liền, ăn liền. Dạ đúng rồi anh, em chuẩn bị sẵn rồi nè. Dạ. Ok, dạ. Bây giờ mời Chí Quang thưởng thức qua để mình xem cái khẩu vị này có như mong đợi của Chí Quang không ha. Hai chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức món ăn này ha. Và quý vị ơi, quý vị nên nhớ rằng với món cá hồi hấp nước tương này, chúng ta hấp cá hồi vừa tới thôi nha quý vị. Chúng ta không nên hấp quá lâu, bởi vì cái phần thịt cá hồi khi chúng ta ăn vào, chúng ta vẫn cảm nhận được đây là một miếng cá hồi tươi, nhưng thật ra hoàn toàn đã chín rồi. Thật sự là chưa đưa lên miệng thôi mà em cứ nuốt thôi. Em lấy thêm miếng gừng nữa ăn cho nó ngon. Rất đậm đà quý vị, độ ngọt cá vẫn còn. Mùi nước tương thì mình cảm thấy là làm cho cá nó thanh hơn, nó mặn, mà phải là cái mặn vừa phải. Còn các gia vị khác thì nó quyện vô thì em cảm thấy giống như là trong một cái món ăn này rất nhiều hương vị, rất nhiều cái để bộc lộ cho cái vị giác của mình, giúp cho mình cảm thấy là không bao giờ mình quên được món ăn này. Và cái phần rượu vang ở trong cái phần hấp này nó sẽ giúp đẩy những cái hương vị đó lên một cách cao nhất. Cảm ơn anh rất nhiều, ngày hôm nay đến với anh thì lại biết thêm một món mới nữa. Dạ. Cảm ơn Chí Quang đã đến lần hai và tham gia cùng chương trình. Và Hà Chí Quang cho mến chúc cho tất cả quý vị khán giả của Gia Vị Yêu Thương sẽ luôn luôn có sức khỏe, sẽ luôn luôn có nhiều món ăn mới qua chương trình này. Xin cảm ơn quý vị. Quang, chờ rồi anh chút xíu. Dạ. Bên nhãn hàng Vi Phong gửi đến Chí Quang một phần quà. Dạ. Em cảm ơn Ryan. Chắc chắn là cái món quà này sẽ luôn luôn nằm trên tủ bếp của Hà Chí Quang. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Ryan và Chí Quang xin kính chào quý vị khán giả. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng Vi Phong đã tài trợ cho chương trình Gia Vị Yêu Thương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo.